trong tim đưa một lần mà sao cuối rồi cả chúng sẽ không còn gặp nữa. Anh đã ra đi mãi mãi xa nhà gần, anh về nơi cõi thương vô, người thân ở lại đêm ngày nhớ thương. Dạ, kính thưa bà con cô bác, kính thưa các cấp chính quyền địa phương sở tại, suốt mấy ngày qua gia đình chúng con thật là đáng khổ. Mẹ đã mất đi một người con, chị đã mất đi một người chồng, gia đình chúng con đã mất đi một người anh, một người em, thương cho các cháu đã mất đi một người cha. Kính thưa bà con cô bác, có tội đau thương nào không? Thì cha mẹ phải nhìn đúng con mắt nặng nề đau liền xa nhìn đi. Có đớn đau đầu hơn cái phu phụ phải đoàn tiền. Có đau đớn đầu hơn cái các con mất đi tình yêu thương phụ tử. Có nỗi đau đớn đầu hơn cái người ta cứ chết khi ta tử biệt sanh đi như người dĩ kẻ ơi. Chắc hẳn mấy ngày qua ta sẽ có nhiều điều thiếu sót. Vì giờ nghĩ là những giây phút sau cùng để chung chung lát nữa đây. Lưu tiện anh không trở về nơi lòng thất lập. Xin cho cổ áo khăn của anh, con xin phép được thay mặt cho mẹ cùng toàn thể gia đình. Xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền địa phương sở tại. Xin chân thành cảm ơn tình nghĩa thông gia bên nội bên ngoài, cùng quý bà con của bác nơi sông gần xa. Xuân mấy ngày qua đã không còn ngày đường xa xa xôi, đến đây thăm ba nhân nhan chia buồn giúp đỡ gia đình trước con. Tan gia có điều gì sai sót, kính mong ông bà cô bác niệm tình tha thứ lỗi bỏ qua cho. Gia đình chúng con xin chân thành cảm ơn cơ sở mai táng Tân An, quý sư thầy cùng toàn thể anh em trong ban gặp thầy. Đời hiện tay đời ân công, ta tạo hết mọi điều gì như bồi tăng lễ của anh con niệm Phật long trọng. Trung tâm chân tình đó nghĩa cử lo, gia đình chúng con không biết nói gì hơn cái đáp tạ ơn mất bà cô bác ghi gì giờ đây. Xin bà cô bác hãy dẫn cho ai lại đây. Ta gia xin cảm ơn tình của cô bác có ai. Ta đến khi cùng gia đình con. Mẹ ơi, giờ đây hạnh con đã mất đi.
dạng chuyện tình người khốn và làm lễ khâu hoàn trọng nghề thâm tình của chúng cháu đến đây đã khép lại. Nếu có điều gì sai sót của công dân nhờ cô chú anh chị bỏ qua cho. Cuối cùng là quý cô mới nói gì hơn, xin phép thay mặt cơ sở 18 Tân An cùng toàn thể anh em trong ban nhận lễ đội nguyện tay đỡ công cơ sở không quên cầu chúc cho hương linh của người chồng người cha, người anh của chúng con sớm được giảng sanh về miền Tây phương tịnh độ. Chị cũng không quên cầu chúc cho bà cô cô bác phát tài an khang tiết trụ dịch cửa tấn tài tấn lợi tấn bình an xin tân ai. Thank you.